Về già phải nhớ cất kỹ bốn thứ tài sản này. Bạn thân mến, mỗi năm qua đi, cha mẹ ta lại già thêm một tuổi. Nếu chúng ta cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh, thì đối với cha mẹ, cảm giác đó lại càng diễn ra khốc liệt hơn. Bởi thời gian đối với người già như một chiếc đồng hồ đếm ngược. Chẳng biết ngày mai thế nào, chẳng biết liệu khi nhắm mắt xuôi tay, con cái đã ổn định chưa. Chẳng biết rồi đây, sức khỏe yếu không làm được việc gì nữa, thì liệu ai sẽ chăm sóc ở bên cạnh mình. Thật may mắn cho những người làm cha làm mẹ sinh ra được những đứa con hiếu thảo. Thế nhưng dù bạn có yêu kính cha mẹ đến mấy, thì họ vẫn có những nỗi sợ to lớn luôn canh cánh trong lòng liên quan đến những năm tháng già yếu. Nếu như bạn thấy những nỗi lo ấy thật thiếu cơ sở, thì có lẽ hãy đợi đến khi tuổi già gõ cửa, bạn sẽ thấu hiểu trái tim mẹ cha ngày trước. Ba nỗi lo sợ của người già sau đây sẽ giúp bạn thêm cảm thông và thương yêu cha mẹ mình nhiều hơn. Thứ nhất, buộc phải thận trọng hơn với con cái. Thuở ấu thơ, trong mắt trẻ, mẹ cha là người biết mọi thứ, mạnh hơn tất cả. Cha mẹ là hai ngọn núi che chở mang lại bình yên cho đứa con. Nhưng có một ngày, những ngọn núi ấy không còn sừng sững nữa. Đó là khi bố mẹ về già, họ có nhiều điều không dám hỏi, không dám đề cập với con. Lý do đơn giản, tuổi tác khiến họ dễ tổn thương hơn. Đó còn là vì con cái dần thay đổi, trở nên thiếu kiên nhẫn, nhiều kiến thức hơn và dần xem thường người cha, người mẹ. Điều đó biến cha mẹ thành một con nhím thận trọng. Hãy nhớ lại, có phải bản thân mình cũng có nhiều lần thiếu kiên nhẫn với cha mẹ hay không? Khi cha mẹ thắc mắc về ứng dụng trên điện thoại, nhầm lẫn trong sử dụng các loại máy móc, hay thậm chí thấy con mình khó chịu mệt mỏi nhưng lại chỉ biết im lặng nhìn sắc mặt con, không dám hỏi thăm vì sợ con cáu gắt. Cha mẹ về già cũng như con cái thời thơ ấu, vụng dại và nhiều kỹ năng cuộc sống còn khuyết thiếu. Nếu như cha mẹ thiếu kiên nhẫn thì có lẽ con cái sẽ trưởng thành như cây cỏ dại, không có sự uốn nắn chỉn chu. Vậy thì con cái cũng cần kiên nhẫn với cha mẹ. Hãy đối xử với họ bằng lòng yêu thương và biết ơn. Đừng sát muối vào trái tim của cha mẹ bạn nhé. Thứ hai, sợ mình trở thành gánh nặng cho con. Cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng, còn nuôi cha mẹ tính tháng, tính ngày. Người lớn tuổi rất sợ bản thân trở thành gánh nặng cho con. Vì vậy khi đau ốm hay gặp chuyện, nhiều bậc cha mẹ giấu giếm và tự giải quyết thay vì báo cho con cái để nhận sự hỗ trợ. Con cái là của để dành của cha mẹ. Tất cả những gì tốt đẹp nhất cha mẹ đều dành hết cho con. Thậm chí tới khi con trưởng thành, tới tận lúc cha mẹ gần đất xa trời, những nỗi lo cho con cái vẫn không buông bỏ cha mẹ. Nhưng ở chiều ngược lại, liệu có mấy đứa con sẵn sàng báo ơn cha mẹ không chút đắn đo, giống như tình cảm trời biển của cha mẹ dành cho con cái? Thứ ba, sợ mình kém cỏi, không giúp đỡ được con cái lúc khó khăn. Có lẽ đây là nỗi lo của bất cứ bậc làm cha làm mẹ nào, ngay cả từ khi đứa con ra đời. Đó là nỗi sợ của sự bất lực, sợ con cái mình bơ vơ, không nơi nương tựa nếu chẳng may mình có vấn đề gì. Và càng về già, nỗi sợ này lại càng tăng thêm chứ không hề mất đi, ngay cả khi con cái đã trưởng thành, có sự nghiệp và tổ ấm riêng. Hãy lắng nghe câu chuyện nhỏ sau đây, có thể bạn sẽ tìm thấy bóng dáng của cha mẹ và mình ở trong đó. Hải Lâm là một thanh niên giỏi giang, là bác sĩ của một bệnh viện lớn. Tuy nhiên anh không thăng tiến được vì nhiều đồng nghiệp khác có gia đình, bề thế, địa vị hơn. Một ngày, trong nỗi thất vọng vì mất đi vị trí tiềm năng, anh về nhà trách cứ bố mình. Bố mỗi ngày cứ hỏi con có đói không, bố chỉ lo được cho con chuyện đói no, không thể nào lo cho con được sự nghiệp. Lời phàn nàn của đứa con làm người bố trống rỗng, đau khổ. Ông nói, là bố sai rồi, là bố không có khả năng đem lại cho con những điều tốt đẹp hơn. Sự đồng hành của cha mẹ trong mọi giai đoạn cuộc đời của con giống như một bức tường ngăn giữa con và thần chết. Bất kể là lên 3, lên 5 hay 40-50, bạn luôn cảm thấy cái chết ở rất xa chúng ta khi cha mẹ còn ở bên. Tuy nhiên, khi đấng sinh thành về với cát bụi, những cảm xúc sẽ hoàn toàn thay đổi.
người con cảm thấy mình đã bước sang một giai đoạn mới của cuộc đời. Hiểu rõ nỗi đau mất mát của sự mong manh của đời sống, họ trở nên già dặn hơn, cô độc hơn và yếu đuối hơn. Khi thiếu đi chỗ dựa quan trọng, đó là lúc con cái hiểu được giá trị trọn vẹn của cha mẹ mình. Để tránh làm bố mẹ tổn thương, con cái tuyệt đối đừng đổ lỗi cho sự bất tài của cha mẹ. Bạn có thể trách bố mẹ không có khả năng đem lại điều bạn muốn, nhưng đừng quên rằng họ đã trao cho bạn khả năng. Việc bạn đạt được điều này, bạn muốn hay không, một phần lớn phụ thuộc vào năng lực của chính mình. Bạn cũng đừng bực bội về những lời phàn nàn của cha mẹ. Lời phàn nàn có thể khiến bạn bực dọc, nhưng cha mẹ làm vậy vì thực lòng yêu thương và mong muốn bạn tốt đẹp hơn. Và hãy nhớ, đừng cau có về sự chậm trễ của cha mẹ. Khi còn nhỏ, chúng ta dựa vào cha mẹ để bước đi. Giờ bố mẹ đã già, phải dựa vào con cái để di chuyển. Mỗi khi họ chậm chạp, lề mề, hãy nhớ về thuở ban sơ của mình, bạn cũng không khác gì như vậy. Cuối cùng, đừng ghét bỏ khi cha mẹ đau ốm. Lão bệnh tử, con người không ai thoát khỏi quy luật tự nhiên này. Khi cha mẹ còn trẻ, họ chăm sóc bạn từng ly từng tí. Bên bạn, khi bạn ốm đau. Lúc họ về già, đây là lúc quay lại vòng tuần hoàn ấy. Hiểu được tâm lý của cha mẹ già, chúng ta sẽ cảm thông với những đấng sinh thành hơn và cũng có thêm những sự chuẩn bị tâm lý để sau này khi về già, cũng đỡ lo được lo mất hơn. Đặc biệt là có bốn thứ này, bất kỳ ai cũng phải giữ kỹ, đặc biệt là đối với những người lớn tuổi. Có như vậy cuộc sống lúc xế chiều mới được thanh thản, an nhiên. Thứ nhất, buông con để tận hưởng tuổi già. Con cái bước qua cái tuổi 18, nhiều bậc cha mẹ vẫn không thể yên tâm buông con cái mình ra ngoài xã hội để tự lập. Họ lo cho con mình vấp ngã, lo cho con mình không thể tự lo cho cuộc sống, không thể tự chăm sóc bản thân, chưa đủ kinh nghiệm. Chính vì những nỗi lo ấy, họ cứ lẩn quẩn mãi trong cái vòng quay phục vụ con cái từng miếng ăn giấc ngủ, đến khi chúng có cuộc sống gia đình riêng vẫn không thể yên tâm chuyện con, chuyện cháu, quên mất đi cuộc sống bản thân và những niềm vui mình cần được hưởng thụ khi về già. Hãy nhớ rằng tự lập và bỏ mặc là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Hãy để con tự lập khi chúng có thể, hỗ trợ theo khả năng nếu cần, buông thả con cái một khi chúng đã đủ lông đủ cánh để bay vào đời, bỏ bớt áp lực cá nhân cho cả con cháu, chắc chắn bạn sẽ thoải mái đôi đường để tự lựa chọn con đường tương lai. Thứ hai, nếu có thể nên ở riêng với gia đình con cái. Có rất nhiều vấn đề phát sinh giữa cha mẹ và con cái đã trưởng thành khi sống chung, dựa vào nhau trong cái chữ hiếu mà rất nhiều bậc phụ huynh gặp phải. Họ bị ràng buộc trong tư tưởng thước đo chữ hiếu, đánh giá để có thể hiểu nhau khi cứ mặc định hiếu là phải ở cùng nhau mới có thể phụng dưỡng. Nhiều người trong chúng ta đa phần lấy chữ hiếu của bản thân để áp đặt quan điểm lên người khác. Thực chất con cái đều sẽ có cuộc sống riêng, không phải cha mẹ nào cũng muốn được con cái chăm sóc lúc tuổi già. Bất đồng quan điểm, cô đơn, buồn tủi, đời sống của người già cũng có nhiều điều thú vị chứ không phải chỉ là mấy bức tường bê tông và chờ con cháu tối ngày đi làm, đi học. Các cụ cũng có rất nhiều chuyện muốn giao tiếp với người cùng lứa tuổi nhưng lại khó nói chuyện với con cháu. Thậm chí, nhiều bậc phụ huynh lo lắng đến việc không đủ thời gian để dành dụm cho những năm tháng về già. Áp lực tâm lý về kinh tế phụ thuộc con cái, phụ thuộc vào chữ hiếu thuận mình nhận được khi bản thân họ không tự làm chủ hạnh phúc cuộc sống họ đáng được hưởng, độc lập và tự chủ quyết định lựa chọn nơi mình đã an hưởng về già, thay vì chờ đợi tương lai và số mệnh hưởng phúc hiếu từ con cái. Hơn nữa, gần đây có một xu thế được không ít người già lựa chọn là chuyển đến các viện dưỡng lão. Tất nhiên điều này đòi hỏi phải ít nhiều có điều kiện tài chính, nhưng nó cũng cho thấy nhiều ưu điểm. Thứ nhất là ở các viện dưỡng lão, người già sẽ được chăm sóc đầy đủ, thậm chí còn hơn ở nhà. Đặc biệt là những lúc con cái phải đi làm, không ở nhà với cha mẹ 24/24 giờ được. Thứ hai, viện dưỡng lão luôn có những người bạn cùng lứa tuổi, dễ dàng chia sẻ và trò chuyện với nhau mọi lúc mọi nơi, nên người già sẽ không còn cảm giác cô đơn nữa. Thứ ba, ở viện sẽ có những tiện ích đi kèm như sân vườn thông thoáng, các khu chức năng thể dục thể thao, giải trí giúp người già thật sự tận hưởng được không khí thoáng đãng cũng như rèn luyện thân thể mỗi ngày. Vì vậy nếu không quá khó khăn về nơi ở,
cha mẹ già hoàn toàn có thể lựa chọn cuộc sống tách biệt với con cái để đảm bảo sự thoải mái cho cả đôi bên. Thứ ba, đặt bản thân lên ưu tiên cao nhất. Khi bước vào tuổi 60, con cái đã ổn định cuộc sống, người già nên đặt bản thân vào mức ưu tiên cao nhất, nên dành nhiều thời gian hơn cho mình thay vì liên tục lo lắng cho những người khác. Có nhiều cách để chăm sóc cơ thể và tinh thần của mình, không nhất thiết phải đến phòng tập. Người già có thể chọn các phương pháp vận động phù hợp để giữ cân nặng ổn định, tinh thần tỉnh táo và cơ thể khỏe mạnh. Điều này còn quan trọng hơn cả sự lo lắng cho con cái, bởi chỉ khi tự chăm sóc tốt cho chính mình thì con cái mới có thể yên tâm với cuộc sống riêng mà không phải bận tâm quá nhiều cho cha mẹ. Thứ tư, luôn duy trì hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Ngay từ khi còn trẻ, hãy luôn trích ra một phần thu nhập để lập ra ít nhất một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ cho mình. Việc duy trì hợp đồng bảo hiểm nhân thọ là quan trọng và cần thiết, nhất là khi bạn đã ở tuổi xế chiều, sức khỏe giảm sút, nguy cơ bệnh tật cao. Điều này giúp bạn chủ động được chi phí khi chẳng may có bệnh tật, thay vì phải huy động tài chính từ nguồn nào khác. Hơn nữa, nếu may mắn không phải sử dụng đến bảo hiểm nhân thọ thì bạn cũng sẽ được hưởng một số tiền tích lũy khi đáo hạn, có thể sử dụng cho bản thân hoặc để dành cho con cháu. Con người sống trên đời được mấy chục năm, dẫu khi còn sống bạn làm quan khoác áo gấm hay chỉ là thường dân áo vải, cuối cùng cũng nằm dưới nắm đất vàng mà thôi. Có thể bạn chẳng có số làm quan, nhưng chắc chắn bạn biết làm người. Có thể tiền bạc thiếu thốn, nhưng nội tâm bạn chắc chắn đủ đầy. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, đời người như một bụi hồng, chẳng có xấu đẹp tuyệt đối. Có cả hoa tươi thơm ngát, có cả nhành cây xù xì gai góc, chỉ là xem chúng ta để tâm đến những nụ hồng đẹp hay gai sắc nhọn. Trong lòng tràn ngập lòng biết ơn, sự ấm áp sẽ theo bạn như hình với bóng. Trong mỗi ý nghĩ, ta đều khoan dung với người khác, hòa khí tự nhiên, bén gót chẳng rời. Lòng biết ơn, sự thấu hiểu và thứ tha tạo nên những trái tim khoáng đạt. Cùng thấu hiểu, tin tưởng và trân quý nhau mới khiến tình thân thắt chặt mãi mãi. Mến chúc các bạn sẽ luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.